Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trao tặng Huân chương Sao vàng. Ngày 18 tháng 7, Bộ Chính trị quyết định trao Huân chương Sao vàng, huân chương cao quý nhất của Việt Nam, tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay sau khi Bộ Chính trị có quyết định, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Theo Điều 34 Luật Thi đua khen thưởng, Sao vàng là huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để tặng cho cá nhân có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, thuộc một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại hoặc lĩnh vực khác. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.